Trong nghề người ta nói cái này nó càng đen càng thúi là nó càng ngon hả mấy bà? Thấy mắm mực của bà Thùy 66 này tôi bao thúi banh nóc luôn. Nhưng đọc lạ một chỗ khi pha tỏi ớt y chang theo cái cách của bà hướng dẫn á thì... Trời ơi, sao mắm này nghe mùi thúi thúi mà sao ngon dữ vậy? Yeah. Thiệt tình với mấy bà, trước giờ là mắm mực tôi ăn nhiều rồi, mắm mực miền Trung nè, miền Tây có hết á. Nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thử cái mắm mực nó độc lạ vậy luôn á. Chưa pha thì cái mùi nó rất là nặng luôn, nhưng mà khi pha rồi thì nó thơm lắm mấy bà ơi. Đặc biệt là cái mắm mực này nó không có bị tanh tanh đâu nha. Khui cái mắm này ra thì cả nhà tôi ai cũng bỏ chạy hết á. Yeah, mà khi tôi pha rồi á, ăn thử một miếng á là quất sạch luôn á mấy bà. Với mắm mực miền Trung á thì tôi thấy cái mắm mực này á nó sẽ ít mặn hơn một tí. Đặc biệt nhất là con mực á người ta muốn sao á mà ăn nó trơn trơn dẻo dẻo, và mấy bà sẽ cảm nhận được cái vị ngọt tự nhiên của con mực á, cảm giác không có bị ớn miệng đâu. Hay ở chỗ đó đó. Uống nửa ký như vậy á chỉ hơn 100 cành tí xíu thôi. À cái cách pha cũng đơn giản lắm, chỉ cần giả một tí xíu đường tỏi ớt á rồi á bắt một tí chanh vào, mấy bà cho mấy muỗng mực vào quậy banh nóc cho tôi luôn. Thế là cũng có hay xem kênh của bà Thùy này nè. Tôi thấy là bà quay cái cách muối mực á chỉ có mực và muối thôi, đặc biệt mực của bà rất là tươi luôn. Nên khi ăn cái mắm mấy bà sẽ cảm nhận được cái vị ngọt và không có cái mùi tanh đâu, rất là thơm luôn nha. Trời ơi cái mắm mực này mà ăn với lại bún nè, rau sống thêm một miếng thịt luộc nữa nha, ta nói ăn cả tô như vậy mà tôi chưa thấy đã nữa đó mấy bà. Tôi thấy bà nào thích ăn mắm đặc biệt là mắm mực có thì phải tranh thủ thử liền nha. Tôi thấy ở bên đây cũng hết hàng hoài ha. Vì mực tươi á thì cũng phải có từng đợt chứ không phải lúc nào cũng có sẵn hết đâu.